không đúng. Cha mẹ mà cái khởi đầu nó khó khăn, rất khó hiểu như vậy. Thưa ông, cho mình hỏi là ông đã đạt đến cảnh giới tu tập như thế nào ạ? À? Vì mọi người rất là quan tâm đến chuyện cảnh giới của ông, bởi vì ông nếu nói một câu thì nếu nói cái chuyện đó, bây giờ người anh em có thể hỏi bất cứ lĩnh vực nào ông biết hết đó nghe. Bây giờ nói về toán lượng tử, nói về vật lý lượng tử, nói về tất cả mọi cái khoa học nào đó mà đều hiểu được. Nghe qua qua đều có thể khái quát hết và chỉ cho bản chất các con số con người. Là ông có thể nhìn được thấy không gian 5 chiều và 4 chiều và tất cả tinh thông đều đấy như sao ạ? Ở thế gian thì bây giờ này nhìn không gian 3 chiều với cái ngũ quan thôi. À, còn vào cái chiều thứ tư, không gian thứ tư là đã chiều vô hình là mù rồi. À, còn nếu mà sau này các người anh em mà nếu quan biết có hiểu đó thì đi vào cái không gian N chiều. Cái đó nó khó lắm. Cái đó đối với những người hiện nay cũng không bao giờ đó cái cảnh giới đó được. Thì ông đã nhìn thấy được không gian 4 chiều. Không hề yên tí đi nha, hôm nào có dịp khác đi qua nói chuyện chuyện này. Nha, đây không phải là chỗ. Thưa ông vừa nói rằng là cái số vốn ban đầu là do cha mẹ người nhà đóng góp, nhưng bà Thảo nói rằng là số vốn đầu là bà người đóng góp lớn nhất. Không, cái đó có cái sự thật hết. Những người khởi nghiệp, các người anh em quá bộ xuống cái tập đoàn của qua đó, có những người anh em theo qua ngay từ đầu, bạn bè rồi đó, họ biết hết. Chứ còn nói qua nói về đâu có làm chi. Mình có cái giấy tờ chứng minh gì vấn đề được không? Bà Thảo đưa ra được cái giấy tờ chứng minh là bao nhiêu một công góp thương người thì ông có ý kiến vấn đề này? Cái đó không có cái chuyện đó nghe, để có những người anh em có quan muốn trả lời cái chuyện đó. Có những người anh em đại diện đó, họ khi nói cái gì họ có giấy tờ, người tổ luật sư của quan có hết đó nghe. Ông có ý kiến gì về quan điểm rằng là của chồng con vợ thì chia đều 50-50, nếu mà vẫn là 50-50 thì ý kiến gì? Thôi, quan trả lời cái chuyện này nghe, nãy giờ nói rất nhiều mà mình cứ bán theo cái hiểu cái tinh thần bên trong gia đình lấy. Mình hiện đại có nghĩa là gì? Hiện đại có nghĩa là này, có kể một câu chuyện để trả lời luôn nha. Hỏi người vợ của qua, khi qua nói một chuyện này, gia đình này tầm nhìn trung nguyên nó có gần cả chục năm rồi, nhưng nó bị nghẽn chỗ này và muốn thực hiện cái tầm nhìn toàn cầu và theo cái sách lược của qua, sách được khác biệt đặc biệt và duy nhất trên toàn cầu, nó phải có hai nền tảng: một tình tản tâm và một tình tản thế trí tuệ, nó mới thực hiện được cái đó. À, thì qua nói với người vợ qua, thôi bây giờ đã nhiều năm rồi, khuyên nhiều rồi, tôi hãy lui về đi, ở nhà đây này, có mấy việc. Một là đối với bản thân ấy, con cái là mình phải nuôi dạy nó lại, nhà cửa mình phải sắp đặt nó lại. Đối với cô thì học yoga này, học thiền đi, để lấy lại cái vóc dáng ngày xưa. Rồi bây giờ rảnh thời gian thì đi học gì, cô có một chút khiếu họa, nhạc để cho phong phú tâm hồn. Còn lại tiền thì mình nhiều quá rồi, nếu cần thì phải thành lập một cái doanh nghiệp nào đó để mình có thể được. Thế thì nói với người chồng mà nói như vậy thì sao mình không nghe? Hiện tại gì nữa, mình phải lo những cái chuyện nó cần cho. Thế được biết là chị đã có thiệu hành trung nguyên từ phía để với ông ấy, thì bây giờ nếu mà lui về như vậy thì chị cũng là một doanh nhân thì như thế nào? Khi mà bắt doanh nhân về nhà đâu có ai bắt, không có ai mà bắt hết á. Cái điều phải thì mình phải nghe chứ. Qua sẽ nghe cô đó nếu cô đó nói điều phải. Bây giờ qua hỏi nha, nuôi con đi, thôi một ví dụ này, con bé Tini đau lòng qua mới nói, con bé nhỏ mình đâu có thiếu tiền mà bảo mình đi khắp nơi rồi đủ thứ rồi mình quên thì mà bố trí nha, nuôi 3 năm không lên 1 kg là sao? Để con mình nuôi mình đâu có giao cho người làm người đâu, không bao giờ được. Một ví dụ như vậy, thể xác thể trí thể tâm mình không bao giờ được. Thiếu tiền hay sao mình đi ra ngoài mình bươn chải những cái chuyện như vậy, không ai cho phép. Con cái mình là học sinh thôi, mình nói như vậy mình nói là con. Không, nãy nó hãy nói đủ, qua không có nói là chăm con. Hồi nãy nếu còn thời gian tiền bạc hãy thành lập ra ha, một cái doanh nghiệp cho của mình đấy, để mình làm những gì đó, nhưng mà thời giờ đó còn để cái trung nguyên ấy, nó phát triển đúng cái tầm nhìn của nó. Bản tính nó không phải một sớm một chiều mà dám làm những cái chuyện kinh khủng như vậy. Thôi nghe, nói những cái chuyện đó nó không bao giờ nó vui, mà cái cách đặt vấn đề như vậy không bao giờ nó thiện cả. Vấn đề nó thiện, nó hiện đại gì đâu. Một cái người phụ nữ hiện đại là hiện đại thì sao? Hiện đại là có thể ngỗ ngược với những cái điều phải sao?